Chào các bạn đến với chương trình Câu Chuyện Kinh Thánh, chương trình được minh họa theo sách Kinh Thánh, để mọi người cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời cho nhân loại chúng ta là thế nào. Nào chúng ta cùng nhau khám phá nhé! Sách Xuất Ai Cập Ký, đây là sách thứ hai của Kinh Thánh và nó tiếp nối câu chuyện của sách trước đó, sách Sáng Thế Ký, kết thúc với việc cháu của Abraham là Jacob dẫn đại gia đình gồm 70 người xuống Ai Cập. Lúc này, người con trai thứ 11 của Jacob là Joseph đang nắm quyền thứ hai trên toàn cõi Ai Cập và ông đã giải cứu cả gia đình mình khỏi nạn đói. Và rồi Pharaoh là vua Ai Cập mời gia đình ông đến sống ở đó như là nơi cư ngụ an toàn. Và cuối cùng Jacob qua đời tại Ai Cập, Joseph và các anh em của mình cũng vậy. Khoảng 400 năm trôi qua, câu chuyện Xuất Ai Cập Ký bắt đầu. Bây giờ, tên gọi này liên quan tới sự kiện xảy ra ở nửa đầu của sách, cuộc khởi hành của dân Israel ra khỏi Ai Cập, nhưng nửa sau của sách này xảy ra tại chân núi Sinai. Trong video này, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào nửa đầu, tại đó hàng thế kỷ đã trôi qua và người Israel đã sinh sôi, gia tăng và lan tràn khắp xứ. Giờ đây dòng dõi này là tiếng vọng có chủ đích về những phúc lành Chúa đã ban cho cả nhân loại trong vườn Eden và nó vẫn nhắc nhớ chúng ta về câu chuyện lớn của Kinh Thánh. Loài người đã đánh mất phúc lành Chúa ban bởi cớ tội lỗi và sự phản loạn và vì vậy Chúa đã chọn dòng dõi Abraham là phương tiện để qua đó Ngài sẽ phục hồi những phúc lành cho cả thế gian. Nhưng vua Pharaoh mới không xem dân Israel là phúc lành. Vua thực sự cho rằng nhóm người Israel nhập cư ngày càng gia tăng kia là mối đe dọa cho quyền lực của mình. Và giống như trong Sáng Thế Ký, loài người đã chống nghịch lại phúc lành của Chúa, thì tại đây Pharaoh cố gắng tiêu diệt nguồn phúc lành của Ngài là dân Israel. Ông ta nô dịch họ cách tàn bạo, ép phải lao động khổ sai và sau đó truyền lệnh tất cả bé trai Israel phải bị chết chìm ở sông Nin. Bấy giờ Pharaoh là nhân vật tàn bạo nhất trong Kinh Thánh, vương quốc của ông ta là hình ảnh thu nhỏ cho sự chống nghịch của con người với Đức Chúa Trời. Pharaoh cũng định nghĩa lại điều thiện và điều ác dựa trên sở thích, thậm chí việc giết hại trẻ thơ lại là điều tốt với ông ta. Và bởi cớ đó Ai Cập trở nên tệ hại hơn Babylon trong Sáng Thế Ký và khi ấy người Israel than khóc xin cứu giúp khỏi Babylon mới này và Chúa đã đáp lời. Ngài trước hết đảo lộn tội ác của Pharaoh khi một bà mẹ người Israel đã thả con trai mình xuống sông Nin nhưng là trong một cái thúng. Và nhờ đó, đứa trẻ đã trôi đi một cách an toàn đến chính gia đình Pharaoh. Đứa trẻ được đặt tên là Môi-se, khôn lớn và sau này trở thành người được Chúa sử dụng để đánh bại tội ác của Pharaoh. Trong một câu chuyện nổi tiếng về bụi gai cháy, Chúa đã hiện ra với Môi-se và ủy thác ông tới gặp Pharaoh và truyền lệnh cho ông giải cứu dân Israel. Và Chúa phán Ngài biết Pharaoh sẽ chống đối và vì thế Chúa sẽ thi hành sự đoán phạt của Ngài trên Ai Cập thông qua các tai vạ. Sau đó, Chúa cũng phán Ngài sẽ làm cho Pharaoh cứng lòng. Và chúng ta được giới thiệu đến phần chính tiếp theo của câu chuyện, cuộc đối đầu giữa Chúa và Pharaoh. Điều này có nghĩa gì khi Chúa phán rằng Ngài sẽ làm Pharaoh cứng lòng? Việc đọc tình tiết này là vô cùng quan trọng trong việc theo sát trình tự xảy ra. Trong cuộc gặp đầu tiên giữa Môi-se và Pharaoh, chúng ta được kể đơn giản rằng lòng Pharaoh trở nên chai cứng, không hề có ngụ ý nào rằng Chúa đã làm điều gì đó. Và để trả lời, Chúa đã giáng 5 tai vạ đầu tiên, mỗi tai vạ chống lại Pharaoh và các thần của Ai Cập. Và mỗi lần Môi-se đều cho Pharaoh cơ hội hạ mình và để dân Israel ra đi. Nhưng sau mỗi tai vạ, chúng ta được biết là Pharaoh hoặc lại cứng lòng, hoặc lòng hắn trở nên chai lì. Ông ta làm theo ý riêng và sau cùng, qua chuỗi năm tai vạ tiếp theo, chúng ta bắt đầu được nghe đến cách Chúa khiến Pharaoh cứng lòng. Lúc này, trọng tâm của câu chuyện dường như là mặc dù Chúa biết Pharaoh sẽ chống đối ý muốn của Ngài, Chúa vẫn tạo cơ hội để ông làm điều ngay thẳng. Nhưng cuối cùng, tội ác của Pharaoh đã đạt đến cực điểm. Ý tôi là, thậm chí những người cố vấn của ông ta cũng nghĩ rằng ông ta bị mất trí. Và ngay tại đây, Chúa đã tiếp quản và bẻ gãy tội ác của Pharaoh cho mục đích cứu chuộc của Ngài. Chúa để Pharaoh rơi vào sự hủy diệt khi Ngài giải cứu dân sự là điều xảy ra sau đó. Với tai vạ cuối cùng xảy ra trong đêm vượt qua và Chúa đã lật ngược tình thế với Pharaoh. Giống như việc hắn đã giết hại các bé trai của Israel thì Chúa cũng hành hại các con đầu lòng của Ai Cập bằng tai vạ cuối cùng. Nhưng không giống Pharaoh, Chúa cung ứng cách để thoát khỏi qua huyết của chiên con. Tại đây, câu chuyện dừng lại và chúng ta được giới thiệu chi tiết về lễ vượt qua hàng năm của người Israel. Vào buổi đêm trước khi dân Israel rời khỏi Ai Cập, họ phải dâng sinh tế là một con chiên con không tì vết và bôi máu nó vào khung cửa nhà mình. Và khi tai vạ cuối cùng đến trên Ai Cập, ngôi nhà nào được bao phủ bởi huyết chiên con sẽ được vượt qua và con trai nhà đó sẽ được tha mạng.
Và hàng năm kể từ đó, người Israel ban luật phải giữ đêm đó để ghi nhớ và kỷ niệm sự công chính và thương xót của Chúa. Nhưng Pharaoh, bởi lòng kiêu ngạo và sự phản loạn, ông ta đã mất con trai của mình và buộc phải để dân Israel ra đi. Và nhờ đó, những nô lệ Israel xuất hành khỏi Ai Cập, nhưng ngay khi họ rời đi thì Pharaoh đổi ý và tập hợp quân đội rồi đuổi theo dân Israel cho trận chiến cuối cùng. Khi dân Israel đi xuyên qua biển cách an toàn, Pharaoh đã chuốc lấy cho mình sự diệt vong. Câu chuyện xuất Ai Cập Ký bao gồm cả bài ca tôn vinh đầu tiên trong Kinh Thánh. Nó được gọi là bài ca của biển cả và dòng cuối cùng tuyên bố rằng Đức Chúa Trời là vua trị vì. Và sau đó, bài ca kể lại trong thể thơ ca về câu chuyện vương quốc Đức Chúa Trời. Nó kể về cách Chúa thi hành sứ mệnh chống lại điều ác trong thế gian và giải cứu những ai đang làm nô lệ cho điều ác. Chúa sẽ mang dân Ngài vào đất hứa, nơi mà sự hiện diện thánh của Ngài ở giữa họ. Câu chuyện này kể về những điều sẽ xảy ra khi Chúa trở thành vua của dân sự Ngài. Sau khi dân Israel hát bài ca đó, câu chuyện chuyển hướng đột ngột. Dân Israel, họ đi bộ vất vả nơi hoang mạc trong hành trình tới núi Sinai và rồi họ đói, khát và bắt đầu oán trách Môi-se và Chúa vì đã giải cứu họ. Họ nói họ ao ước những ngày tốt đẹp xưa kia tại Ai Cập. Tôi nghĩ điều này thật dại dột, vì thế Chúa đã chu cấp rời rộng đồ ăn và thức uống cho dân Israel trong đồng vắng. Nhưng qua những câu chuyện này, họ đã quăng ra cái bóng u ám và chúng ta bắt đầu thắc mắc liệu tấm lòng của dân Israel có cứng cỏi giống như Pharaoh? Chúng ta sẽ biết sau, nhưng trên đây là nửa đầu của sách xuất Ai Cập Ký. Sách xuất Ai Cập Ký. Trong video trước chúng ta đã khám phá từ đoạn 1 đến đoạn 18, trong đó kể lại câu chuyện nền tảng về việc Chúa đã giải cứu những nô lệ Israel bằng cách đối đầu và đánh bại Pharaoh trong khi Ngài cung ứng cách vượt qua tai vạ bằng máu của chiên con, lễ vượt qua. Sau đó, Chúa giải cứu dân Ngài bằng việc đưa họ đi xuyên qua biển và sau đó vượt qua đồng vắng. Ở đó, thật ngạc nhiên rằng họ oán trách và phàn nàn. Và bây giờ, nửa còn lại của sách xuất Ai Cập Ký mở ra khi Môi-se dẫn dân Israel đến chân núi Sinai, nơi Chúa mời dân tộc Israel bước vào một mối quan hệ giao ước. Và giờ chúng ta lại thấy chi tiết quan trọng trong dòng chảy Kinh Thánh, bởi nó là quá trình Chúa làm trọn lời hứa của Ngài với Abraham. Và hãy nhớ rằng, từ sách Sáng Thế Ký, Chúa đã hứa qua dòng dõi Abraham, bằng cách nào đó Ngài sẽ phục hồi ơn phúc cho mọi dân tộc. Và ở đây, chúng ta được thấy rõ hơn. Chúa phán rằng nếu dân sự Israel tuân giữ giao ước, họ sẽ được uốn nắn theo luật pháp, sự dạy dỗ và công bình của Chúa và họ sẽ trở thành vương quốc thầy tế lễ. Điều đó có nghĩa là họ sẽ trở thành đại diện cho Chúa và bày tỏ cho tất cả mọi dân tộc khác Đức Chúa Trời là đấng thể nào. Giờ đây, người Israel sốt sắng chấp nhận điều Chúa truyền phán nên Đức Chúa Trời hiện ra ngay trên đỉnh núi Sinai trong đám mây và sấm chớp. Và Môi-se đi lên với tư cách là người đại diện của dân chúng và rồi Chúa mở ra những điều lệ cơ bản trong giao ước với 10 điều răn. Những lời răn này giống như điều lệ cơ bản của thỏa thuận về việc dân sự Israel và Chúa có liên hệ với nhau như thế nào. Và sau đó có thêm một số điều luật khác nữa, những điều đi vào chi tiết của 10 điều răn đầu tiên, trong đó có luật về sự thờ phượng của dân Israel, công lý xã hội, về cách họ phải sống với nhau thế nào, tất cả để khiến Israel trở thành vùng đất của công lý và rộng lượng, khác biệt với các dân tộc khác. Và Môi-se ghi lại tất cả điều luật và đem chúng truyền lại cho dân sự, là những người lần nữa sốt sắng vâng phục giao ước với Chúa. Khi họ làm vậy, Chúa đem mối quan hệ tiến thêm một bước nữa. Ngài phán với Môi-se rằng Ngài muốn sự hiện diện thánh khiết, tốt lành. Ngài tới và ngự ngay giữa Israel, làm phát triển thêm khía cạnh khác về lời hứa giao ước của Chúa. Hãy nhớ rằng, sau khi loài người phản nghịch trong vườn Ê-đen, việc đến với sự hiện diện của Chúa đã mất đi. Nhưng giờ đây, qua dòng dõi Abraham, sự hiện diện của Chúa một lần nữa trở nên có thể tới gần thông qua giao ước này. Đầu tiên là với người Israel và một ngày nào đó sẽ tới với mọi dân tộc khác. Sau đó là 7 chương chi tiết về bản thiết kế lều thánh cho Chúa, gọi là đền tạm. Có một hành lang bên ngoài với một bàn thờ và ở trung tâm của lều tạm có phòng bên trong. Phòng bên trong là nơi thánh và bên trong nơi thánh là nơi chí thánh, là nơi có chiếc hòm vàng được gọi là hòm giao ước. Có các thiên sứ, cherubim và cherub trên nắp hòm, đó là nơi Chúa hiện diện. Có rất nhiều chi tiết trong những chương này và nó là điều cần thiết để biết rằng mỗi một chi tiết đều có giá trị biểu trưng. Tất cả các loại hoa, thiên sứ, vàng và đá quý, chúng đều gợi lại vườn Ê-đen là nơi Chúa và loài người sống với nhau trong sự thân mật. Và bởi vậy, đền tạm giống như một vườn Ê-đen di động, có thể cho là như vậy.
đó là nơi Chúa và người Israel có thể sống với nhau trong an bình, hay ít nhất là về mặt lý thuyết, bởi ở ngay đây có những thứ đã đi thật sự sai. Người Israel phá vỡ giao ước. Và Môi-se lại lên núi, nhận bảng thiết kế cho đền tạm. Ở các trại dân phía dưới, người Israel đã mất kiên nhẫn, và rồi họ gọi Aaron, anh trai Môi-se, làm cho họ một tượng bò bằng vàng để họ có thể thờ lạy nó như Chúa, đấng đã cứu chuộc họ khỏi ách nô lệ ở xứ Ai Cập. Và lúc này, Chúa đang hiện diện ngay ở trên đỉnh núi. Họ biết Ngài ở đó, nhưng họ ở dưới này phá vỡ hai điều răn đầu tiên của giao ước mà họ vừa mới đồng ý, không thờ thần và hình tượng nào khác. Những gì xảy ra tiếp theo thật sự quan trọng. Chúa biết những gì đang xảy ra ở dưới đó, vì vậy đầu tiên Ngài cho gọi Môi-se trong cơn giận và sự đau lòng. Ngài phán với Môi-se về điều Ngài muốn làm, tiêu diệt dân Israel. Nhưng Môi-se kêu cầu Chúa qua đặc tính của Ngài. Ông nói rằng trước hết, việc hủy diệt dân Israel là đi ngược lại với lời hứa giao ước của Ngài với Abraham. Và sau đó Môi-se nói về danh Chúa giữa vòng các dân. Họ sẽ nghĩ sao nếu họ thấy Chúa hủy diệt chính dân Ngài? Và rồi Chúa chấp thuận lời cầu thay của ông và dịu xuống. Và trong khi Chúa đoán phạt những kẻ xúi dục thờ lại hình tượng, Ngài cũng tha thứ dân sự và hứa làm mới lại giao ước. Và bây giờ, ngay đây trong thời điểm này, là lần đầu tiên Chúa bày tỏ bản tính Ngài cho Môi-se. Ngài phán: Đức Chúa Trời nhân từ và thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thực, tha thứ tội lỗi nhưng không kể kẻ có tội là vô tội. Chúng ta biết rằng Chúa là đấng đầy nhân từ, nhưng Ngài phải xét đoán sự ác bởi Ngài là đấng tốt lành. Trên tất cả, Chúa thành tín với lời hứa của Ngài, ngay cả khi Ngài biết rằng Ngài đang giữ sự thành tín với một dân hoàn toàn không có đức tin. Và sau khi làm mới lại giao ước với Israel, Chúa ủy thác Môi-se trong việc đi trước và xây dựng đền tạm. Và một lần nữa, chúng ta có 5 chương dài miêu tả chi tiết về việc xây đền tạm, và tất cả được hợp lại trong phân đoạn cuối cùng khi đền tạm được hoàn tất. Sự hiện diện thánh khiết và vinh quang của Chúa đến đầy dẫy đền tạm, và hy vọng của chúng ta được tăng lên. Và Môi-se, ông đến lều hội kiến nhưng không thể vào trong. Thực ra ông không thể vào được, và đó là kết thúc của sách này. Thật đáng ngạc nhiên, nhưng cũng không hẳn nếu bạn suy ngẫm về nó. Bạn có thể thấy tội lỗi của dân Israel đã làm tổn hại nhường nào đến mối quan hệ với Chúa hơn cả những gì chúng ta nhận ra. Khi cuốn sách mở ra, hãy nhớ rằng sự gian ác của Pharaoh đe dọa dân Israel và thử thách lời hứa giao ước của Chúa. Nhưng giờ đây khi cuốn sách khép lại, Israel trở thành kẻ thù tệ nhất của chính mình, bởi chính tội lỗi của họ đe dọa đến tương lai của giao ước. Và câu hỏi được đặt ra khi sách này khép lại là: làm thế nào Chúa có thể hòa giải mâu thuẫn giữa sự thánh khiết và tốt lành trong sự hiện diện của Ngài với sự bại hoại trong tội lỗi của chính dân sự Ngài? Giải pháp cho nan đề này nằm ở sách tiếp theo, nhưng bây giờ đó là tất cả sách Xuất Ai Cập Ký. Các bạn xem hãy ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ video này trên mạng cộng đồng để nhiều người được biết Chúa qua chương trình. Hẹn gặp lại các bạn các video đặc sắc tiếp theo.